chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình Gương Mặt Thân Quen phiên bản song ca. Và đêm nay là đêm thi thứ hai với chủ đề Tình Bạn Của Chúng Ta. Mọi khoảng cách về tuổi tác giữa huấn luyện viên và thí sinh nhí sẽ không còn tồn tại nữa. Họ sẽ cùng nhau song ca trên sân khấu như những người bạn, đem lại những tiết mục vô cùng mãn nhãn và đầy tính bất ngờ. Và một phần không thể thiếu trong chương trình Gương Mặt Thân Quen đó chính là thành phần ban giám khảo. Ngay sau đây, Long Chun xin phép mời lên sân khấu giám khảo, MC diễn viên Đại Nghĩa và nữ ca sĩ Hòa Minzy. Xin chào Hòa Minzy, rất vui được gặp lại mọi người trong đêm nay. Và bên cạnh đó em cũng muốn giới thiệu một giám khảo khách mời vô cùng đặc biệt. Đó chính là diễn viên MC Sam, xin mời. Dạ, em xin chào anh Nghĩa, xin chào Hòa, xin chào Long Chun. Chị Sam thân mến, được biết đây là lần đầu tiên mà Sam đến với chương trình Gương Mặt Thân Quen. Vậy cảm xúc ngày hôm nay của Sam như thế nào? Sam là một fan của chương trình Gương Mặt Thân Quen ở nhiều mùa trước, cả phiên bản người lớn và phiên bản nhí luôn cơ. Nhưng mà lần này với một cái vai trò rất là đặc biệt, mình không thi mà mình là giám khảo để chấm thi cho các bé, thì đối với Sam đây là một cái vinh dự. Bởi vì Sam thấy là các bạn nhỏ ngày nay thực sự rất là tài năng. Cỡ như Sam hồi xưa mà bằng tuổi các bé thì mình lại không có dám tự tin để thể hiện năng khiếu. Tức là hồi xưa còn nhỏ thì Sam không dám hát, còn bây giờ lớn thì Sam dám hát. Dạ, không, mà không giống dám như... nhưng mà hôm nay thì thôi. Chị chưa mà hoa. Ê, em đừng, cho chị hát đi. Em biết sao không? Tại vì đôi khi ấy, em hát như vậy, anh hiểu không? Em tạo được cái sự tự tin cho các bé. Các bé nhìn thấy đây làm cái động lực để mình cố gắng hơn nữa. Thử xem nào. Xin mời ạ. Mình hát bài gì mà hợp với chương trình thiếu nhi đây ta? Ê, hay chị hát bài Hai Con Thằng Là Con đi. Ok. Đó. Vô chưa? đang lấy cảm xúc. Chưa anh, giám khảo mà. Giám khảo là mình phải kiểu có cái có cái thần thái. Chưa nữa hả? Chưa anh, anh làm vậy em lại bị trật nhịp á. Đợi xíu. Rồi đến 10 giờ mình xong chương trình không sao? Em vô rồi. Mọi người đợi em đi. Rồi. Hai con thằng làng con đùa nhau căng nhau đứt đôi. Hay quá. Cha thằng làng buồn hiu gọi chúng đến mãi mắng cho. Lên à. Hai con thằng làng con đôi thịt to nên đã cụt rồi. Ôi đáng đau quá trời, chúng khóc la tơi bời. Bây giờ thì anh mới hiểu là tại sao hai con thằng làng nó khóc la tơi bời. Thế còn Hòa Minzy, đêm thứ hai này quay trở lại á, thì Hòa Minzy kỳ vọng vào cặp thí sinh nào nhất? Ngày hôm nay thì không chỉ mong riêng bất cứ một bé nào cả, mà Hòa Minzy mong rằng là tất cả các đội thi mà chưa có điểm số cao trong tuần trước thì ngày hôm nay mọi người sẽ bứt phá, làm sao để mình có thể đọc một con số điểm mà đứng dậy nhảy nhót tưng bừng để chúc mừng luôn. Cảm ơn Hòa Minzy, và cũng chuẩn bị chúng ta bước vào tiết mục đầu tiên rồi, thì anh Nghĩa có một cái lời chúc nào đến tất cả các bạn thí sinh của chúng ta để các em tự tin hơn không ạ? Ở cái sân chơi này á thì cái sự tự tin nó rất là quan trọng. Mong rằng tất cả các bé hãy giữ vững tinh thần của mình để mình thể hiện mình thật là tốt nha. Chúc cho tất cả các bạn thí sinh nhỏ hôm nay của chúng ta sẽ có một đêm thi thật tuyệt vời. Yeah, cố lên các bạn nhỏ ơi. Và bây giờ thì mời các ban giám khảo chúng ta sẽ di chuyển về vị trí. Tiết mục đầu tiên sẽ hóa thân thành một cô ca sĩ có một cái giọng hát rất là lành lót, và hiện tại thì tất cả những MV của cô ca sĩ ấy đều là top trending và rất là được nhiều fan hâm mộ yêu mến. Và ngay bây giờ chúng mình hãy cùng xem các bạn ấy đã tập luyện như thế nào và tiết mục này ra sao. Xin mời! Hình của hai cô cháu mình này. Ui, nhưng mà con cảm thấy là cái hình này cô lịch xinh hơn con. Không, con xinh mà. Bây giờ cái vấn đề xinh không quan trọng, mà quan trọng là mình rất là tự hào mọi người ơi. Đây là tấm hình kỷ niệm cái lần đầu tiên với hai cô cháu mở bát đúng không? Người đầu tiên unbox cái căn phòng
tự hào này. Bây giờ cô sẽ trao cho Khánh Chi một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, đó là treo cái tấm hình của mình lên trên đây nhá. Ừ, nghĩa là được treo lên trên này luôn. Chính xác. Trời ơi, mình sẽ là ngày đầu tiên khai trương chiếc bức tường bằng vàng này. Để xem dán cho nó thẳng một xíu. Mình là người đầu tiên đấy. À sao bây giờ mình dám mà phủ kín được cái chỗ này toàn hình mình không là ok nhỉ? Quyết tâm. Với màn hóa thân xuất sắc thành ca sĩ Lệ Quyên và chinh phục giải nhất tuần ngay tập đầu tiên, đội CL sẽ nhận được một món quà đặc biệt từ phòng tự hào. Các bạn có tò mò món quà đó là gì không? Phần thưởng của bạn là một buổi tư vấn riêng với ban giám khảo. Wow. Ồ, tức là đặc quyền tư vấn riêng với ban giám khảo là một quyền lợi đặc biệt khi đội chơi có cơ hội trao đổi riêng với ban giám khảo về nhân vật hóa thân để nhận được lời khuyên hữu ích nhằm hoàn thiện màn trình diễn một cách tốt nhất. Đội chơi có thể sử dụng đặc quyền này bất cứ khi nào. Và ở tuần này, cặp đôi CL sẽ phải hóa thân thành nữ ca sĩ trẻ Amy. Liệu những khó khăn ở màn trình diễn lần này có khiến cặp đôi sử dụng ngay đặc quyền của mình? Rồi bây giờ tuần này mình đã bấm chọn chúng là Amy thì Khánh Chi cảm thấy như nào? Có cảm thấy hứng thú với nhân vật này không? Con đang cảm thấy là con khá là hoang mang khi mà con đang hóa thân thành cô Lệ Quyên thì chim bay bấm bay ngoài nơi. Chị rất là kiểu cái giọng chị rất là trong trẻo, xong rồi giọng mỏng mỏng ấy ạ. Con cũng không biết là con sẽ giả chị như thế nào. Không, thực ra nhá, cô cảm thấy là cái nhân vật này sẽ khá là phù hợp với Khánh Chi luôn. Tại vì Amy là một ca sĩ trẻ này, dễ thương, đúng không? Thì cô hy vọng là cái vòng này Khánh Chi sẽ phát huy được cái khả năng dễ thương của mình. Mọi người ơi, Khánh Chi bình thường rất là đàn ông nha mọi người. Lần đầu tiên gặp là thế này. Kiểu gì vậy? Siêu đàn ông luôn. Nên là hy vọng là sang cái nhân vật này thì sẽ khai thác được một cái tính nữ ở Khánh Chi nhiều hơn. Đây là cơ hội của con để con chứng minh cho cô biết con thực sự là một cô bé. Nhưng mà khi mà nhận được thử thách là đóng giả chị Amy thì con sẽ cố gắng hết sức để làm sao mà có thể xinh đẹp đáng yêu như chị. Nhà đâu thế? Cứ trong tim tôi chẳng nhớ đường về. À, con có biết một bài hot trend mà mọi người có biết cái trend là Hey đi nào. Mai bên nhau bạn nhé. Chúng ta sẽ làm bài đó. Ok. Chốt. Cô thích cái lựa chọn này của con nha. Tại vì cái lựa chọn này nó làm cho cô được trải nghiệm một cảm giác hoàn toàn mới luôn. Và hy vọng là khán giả sẽ yêu thích tiết mục của Phạm Lịch cũng như là Khánh Chi. Cảm ơn mọi người. Everything, so my car is now. That was safe to have. We are living now.
dậy cùng nhau. Anh taxi ơi, mới đi ra ngoài có 30 phút mà đã liên tục phải hắt xì hơi. Em đăng trạng thái, em post story, em bảo là nhớ đến cái OTD. Nhà hàng chưa kịp mang ra món khai gì thì tin nhắn điện thoại kêu anh về nhà đi. Cái tiệc chưa kịp tàn, đang vui cùng lũ bạn. Ngoài đường thì đông đúc, ôi đừng về thật gian nè. Anh sợ cái đèn đỏ, anh sợ cái đèn xanh. Em gọi anh về liền, không là đời anh tàn canh. Anh vừa có ngã tư, ngã năm, ngã bảy, rủ rê năng chơi. Anh bỏ qua cả thầy, em qua đang lắm luôn. Ý đẹp là có quyền, nhưng mà đợi xíu đi, quẹo phải là tới liền. Mười điểm là thấp nha em. Xin nha. Chào mừng. Mười điểm là hơi thấp. Ủa? Nha. Mười điểm hơi thấp. Đây là một cái ca khúc mà làm mưa làm gió trên các trang mạng xã hội, và ngày hôm nay thì các bạn đã làm rất tốt. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng xem nhận xét từ các vị giám khảo. Xin mời Hòa Minh Di. Ở tập 1 á, con đã bể sang giọng chị Lệ Quyên trầm, nó lại rất là dày và nó là rất là lớn. Nhưng mà ngày hôm nay thì khi mà con ra sân khấu mà con hát ra câu đầu tiên với cái giọng chim măng đó thì thật sự là gây cái bất ngờ cho cô Hòa rất là nhiều. Đúng không? Là như vậy. Cô bé như vậy mà bây giờ hóa thân thành Lệ Quyên với cái giọng hát như vậy, nồng nàn như vậy, truyền cảm như vậy mà hát chầu văn nha em. Thì hôm nay thì con lại đưa ra một cái giọng khác hoàn toàn. Mọi người rất là bất ngờ, ủa sao kỳ vậy, giống như là hai người khác nhau vậy. Nên là nghiên cứu rất kỹ luôn. À, cái cách hát của Amy, cái cách nhả chữ á, tại vì nếu như mà mình không biết thì mình chỉ hát bình thường thôi, nhưng mà rõ ràng là bạn ấy Khánh Chi đây nè, có vẻ như là cũng ém cái giọng mình lại, ém cái giọng mình lại. Ém cái giọng mình lại cho nó ra cái kiểu, giống như của chị Amy vậy. Về ngoại hình nha, về hóa trang, về trang phục nè, thì thật sự là con đã hóa thân rất là giống với lại phiên bản Amy, từ tóc tới hai cái cọng đưa xuống ở đây nè. Cái điểm mà con có nữa đó chính là sự ngọt ngào của con. Cái sự ngọt ngào này á, Amy có sự ngọt ngào nữ tính và điệu đà. Em cũng ngọt. Chị ơi, ý là mình nhận xét thí sinh được không? Chất giọng của Amy với em là mọi người luôn nói là có sự tương đồng không với nhau. Không có nha. Không nha. Hôm nay là em là một người có khả năng thanh nhạc và em nhận xét rằng là không có. Hoa, đừng. Mình nhìn thẳng vào vấn đề được không? Đừng. Từ đầu chương trình đến đây hát là em đã không đồng ý rồi đó. Chị ơi, dù mình có ngọt thật mình cũng không nên nói là mình ngọt. Thế nó kỳ á sao? Thôi được rồi, bây giờ là có cái khả năng thanh nhạc của chị đó. Okay. Nhìn thì thật sự là Khánh Chi có được cái sự ngọt ngào nè, cái sự nữ tính và điệu đà trong cái con người của Amy. Không phải ai mà lên sân khấu mà điệu mà mình cũng nhìn thấy nó đáng yêu, mà nó giống như nó toát từ trong cái bản chất, cái tính thật sự của mình á. Thật sự con ngày hôm nay rất là giống Amy. Cảm ơn cô. Và một bất ngờ nữa là huấn luyện viên của con phải dành một tràng vỗ tay cho Phạm Lịch. Trời ơi, Lịch ơi. Trời ơi, người ta là quán quân mà. Thì bởi vậy em cũng là một cái người mà biến quá khôn lường luôn. Cái mùa của em là em chưa đọc một bài rap nào hết á. Nên là anh Nghĩa mới bất ngờ. Em chưa đọc một bài rap nào, đúng không anh Nghĩa? Đúng như là như vậy. Bình thường thì Lịch cứ dịu dịu dàng dàng vậy thôi, nhưng mà cái lên sân khấu làm cho mình đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Và hôm nay là thành Ricky Star đúng không? Ricky Star đọc rap được kìa, trời ơi chất. Mà rất là mà chất ra nha. Đây mà thả thính với Hòa Minh Di á, anh cứ tưởng là một chàng trai thật. Anh vừa có ngã tư, ngã năm, ngã bảy, rủ rê năng chơi. Anh bỏ qua cả thầy, em qua đang lắm luôn. Ý đẹp là có quyền, nhưng mà đợi xíu đi, quẹo phải là tới liền. Không phải là rap là dễ nha anh, tại vì em cũng đã thử rap rất là nhiều. Cái gì em cũng thử qua vậy hả? Đâu chị, bây giờ sao thử rap không nha? Hồi nãy lúc mà Phạm Lịch mà đang đọc rap á là bên đây có đọc theo.
cho hỏi là mấy giờ rồi vậy cà? Anh taxi à, anh taxi ơi, mới đi ra ngoài có 30 phút mà đã liên tục phải hát xì hơi. Chưa hỏi là mấy giờ rồi vậy cà? Anh taxi à, anh taxi ơi, mới đi ra ngoài có 30 phút mà đã liên tục phải hát xì hơi. Anh đăng trạng thái, em up story, em bảo là nhớ Ricky OT đi. Ồ, là mình có ờ để nhớ ra khi đọc lan đọc rap nữa hả? Cái khúc đó bị quên. Em ơi, em đọc rap anh tưởng đọc bài bình thường thôi vậy đó. Thì đó, ý em nói là cái rap là không phải là ai muốn cũng rap được. Mà nó cũng phải là thứ nhất là phải có tố chất. Và thứ hai, nếu không là bạn Phạm Lịch phải luyện tập rất là nhiều. Sam dành một cái lời khen dành cho Phạm Lịch và Thánh Chi ở trong này. Em cảm ơn cô ạ. Thì không biết là trong cái quá trình mà mình tập luyện với nhau ấy, thì cái điều khó khăn nhất khi mà hóa thân thành Amy nó là điều gì? Xin mời Phạm Lịch. Mẹ Khánh Chi kiểu cứ luôn luôn giữ lại một xíu ấy. Có nghĩa là không có kiểu làm hết mình ngay cái giai đoạn tập. Theo cái kinh nghiệm của mình mà mình đã từng thi là lúc nào mình cũng phải làm hết mình để mình sẽ biết là cái chỗ nào mình cần tiết chế. Đúng. Và cái cần nào là phải đẩy lên. Đó. Rất cảm ơn những chia sẻ của hai cô trò và hôm nay chúng ta đã làm rất là tốt rồi. Và chúng ta sẽ cùng chờ những cái tiết mục sau để xem rằng hôm nay thì những đối thủ của chúng ta sẽ như thế nào. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ trở lại sau ít phút nữa và bây giờ là thời gian giải lao. Hẹn gặp lại quý vị. Quý vị ơi, cứ mỗi tuần trôi qua thì các thí sinh cũng như các huấn luyện viên của chúng ta sẽ vào căn phòng cảm xúc. Vậy thì không biết là căn phòng cảm xúc tuần này của team Phượng Vũ sẽ đem lại điều gì cho chúng ta? Chúng ta hãy cùng chờ đón ngay sau đây nhé. Phòng mạo hiểm, hoàn thành thử thách tuần này, bạn sẽ có cơ hội bước vào căn phòng tự hào dành cho những người chiến thắng. Mạnh mẽ lên, phòng mạo hiểm luôn bên bạn. Tại sao con lựa chọn căn phòng này? Con thích mạo hiểm, con thích thử thách chính mình, thử coi nó có gì gì hơn không, chứ con chỉ con lắm. Chứ con lắm. Ok, thì bây giờ con sẽ chọn một cái màu nắm bộ đồ con đi ha. Cái này. Sử dụng giọng nhân vật trong suốt tuần. Ok. Nhưng giọng nhân vật được nhắc đến là ai nhỉ? 3, 2, 1. Nữ ca sĩ Phương Thai. Sợ bị tắt tiếng xong rồi dòng sao không có hát được. Sợ thế thôi chứ cũng không có khó quá. Thôi, bây giờ phải đi bảo cho cô Phượng Vũ mới được. Cái điều mà làm cho Phượng Vũ lo lắng đó là làm sao để mình có thể lột tả được cái cảm xúc và tình cảm của anh Minh Thuận dành cho chị Phương Thanh. Tại vì anh Minh Thuận và chị Phương Thanh là hai người bạn rất là thân thiết và hy vọng rằng bằng cái sự nỗ lực và dành thời gian nghiêm túc để tập luyện, mình sẽ tái hiện lại được hình ảnh của ca sĩ Minh Thuận và được mọi người ủng hộ.
mời quý vị anh chị các bạn chúng ta cùng vỗ tay không khí vui hơn được không ạ? Mong mong là quê ta có con sự có vô nhớ nhà. Giờ tung bay trên cao, còn con nít nó ra nó. Giờ trong nghìn ô hô, con con nít nó lọc thấy mồ. Giờ ô cha ô cha a ha, giờ ta dắt ngay trên nóc nhà. Phương Thanh của ca sĩ Minh Thuận qua sự thể hiện của Phượng Vũ và bé Khả Hân. Dạ, Phương Thanh xin kính chào tất cả quý vị khán giả và các ban giám khảo ạ. Chào chị Chanh, em chào chị Chanh, em chào chị Chanh. Trời ơi. Trời ơi, chị Chanh bữa nay chị xuất hiện trên sân khấu thiệt luôn đó em ơi. Trời ơi. Anh ơi, từ trước đến giờ là có bạn nhỏ nào là giải chị Phương Thanh chưa? Chưa. Trời ơi. Qua mùa này xem như là mùa thứ 5 mà các bạn nhỏ tham gia chương trình này á, là chưa có các bạn nhỏ nào mà hóa thân thành chị Chanh hết trơn, chỉ toàn người lớn không thôi. Mà đâu ra vậy? Dạ, trời ơi, chị Thanh mới xuất thân về đây diễn cho mọi người coi luôn nè. Con chào một tay lờ đi. Mọi người yên tâm là hôm nay chị Chanh sẽ không đi đâu hết, vì tuần vừa rồi là bé Khả Hân đã vào phòng mạo hiểm và cái thử thách mà bé nhận được đó là cả tuần vừa rồi nói giọng của chị Chanh luôn. Wow. Nhưng mà nói đùa đùa nãy giờ tí thôi chứ cái giọng con nó cũng bắt đầu hơi ấy rồi đó. Hơi ấy rồi đó. Bây giờ khoan nói tới cái giọng cũng giống nha. Mà bây giờ mới ra tụi con đứng cái dáng thôi là chú Nghĩa, cô Hòa với cô Sam cười ngất ngửa rồi, hay quá. Cái miệng. Cái miệng. Mà cái miệng á, cái miệng rất là đặc trời trưng ơi, của chị Phương Thanh thôi. Mà cái lúc mà anh em mình sốc nhất là cái quả như này nè. Bay, bay, diều nào mà trắng đứt dây một lần. Cái mic như này nè. Cái mic mà đẩy chéo bên nè. Và rồi còn cái mic là, vì chị Thanh á, là có một đặc điểm là, mà không phải ai mà lên sân khấu cũng làm, đó chính là khi đang hát được một đoạn rồi gì bỏ mic ra chỗ khác luôn. Ừ. Là vừa nãy là cô bé này là bỏ ra đầu luôn. Bỏ ra đằng sau đầu luôn. Nói chung là tại vì á, con cảm thấy nó cũng không có khó khăn lắm. Trời ơi. Trời. Trời. Trong cái việc mà khàn đặc. Không có trong việc khàn đặc, bởi vì giọng con. Tại vì giọng con khàn sẵn rồi, con chỉ cần rằng một tí xíu thôi là ok ổn áp. Mà khi hát cái miệng giống lắm luôn á. Con ơi, con coi cô Phương Thanh nhiều lắm đúng không? Kiểu như là con coi là con chăm chú, ví dụ như ngón tay của cô Thành để cái mình là kiểu hay vậy nè, hay vậy nè. Đó là kiểu kiểu mà để hờ hờ hai bên. Dạ đúng rồi. Mà kiểu cây súng mà kiểu hờ hững á. Mà cô bé có một đặc điểm em rất thích nha. Khi người ta hỏi về những khó khăn nha, nếu không khó khăn là nói không có. Ừ. Tức là một cô gái rất là chân thành, tức là có gì nói đấy. Ủa khoan, sao tự nhiên mình đứng đây hết trơn vậy? Quá là cảm xúc. Khoan. Nói chuyện tiếp. Không, để ban giám khảo về chỗ chứ đứng đây hoài không được. Không? Nhưng mà phải nói là hay quá. Cho chú Nghĩa hùng cái. Trời ơi. Cảm ơn chú Nghĩa.
Quá là dễ thương đúng không ạ? Cười không nổi luôn. Trong cái tập này là con có một chút khó khăn, tại vì á, ở cái tuần trước là con giả cô Tone and I là bự, là con phải ăn để con tăng ký cho nó mập, mà bây giờ cô Hanh là phải ốm ốm, cái xong con giảm quá trời giảm luôn mà cuối cùng cũng không được bao nhiêu chân. Không có kịp. Không con ơi, cô Phương Thanh trong cái clip này cũng tròn tròn giống như con vậy, cho nên là mới ra là nhìn cái bụng con lúp lúp là chú nghĩ mất cười rồi, là thấy dễ thương, là thấy cưng lắm. Nhưng mà cái bụng con Hanh là kiểu vừa đủ, còn cái bụng con là nó cô Phượng Vũ ơi, tuần này thì sao rồi, qua 2 tuần tập luyện cùng với cháu thì bây giờ cô cảm thấy thế nào? Dạ qua 2 tuần tập luyện với Khả Hân thì nói chung là bây giờ cứ tuần nào không gặp Khả Hân thì em rất là nhớ Khả Hân, rất là vui. Nghĩa là lần nào mình gặp bé thì bé cũng rất là lạc quan, không có một tí gì gọi là lo lắng căng thẳng gì hết, lúc nào cũng vui mà nó toàn kể chuyện cười cho mình cười không tập nổi luôn. Hồi nãy giờ mình chưa nói đó chính là phần đầu tư về phục trang, quá giống cô Phương Thanh luôn. Và cái bộ đồ của cố nghệ sĩ Minh Thuận thì phải nói là, tại vì sao để ý là có cái chữ ở đây nè, bạn rất là tinh tế trong cái việc là, tại vì anh Thuận có cái chữ y chang vậy anh, thì là không biết làm sao mà kịp để làm cái bộ đồ nó giống đến y như vậy. Về cái phần phục trang á thì Sam họ phải nói dành một cái điểm tuyệt đối dành cho các bạn luôn, quá giống. Còn có một điểm mà nãy em lên sân khấu em nhìn sao em không thấy, mà em lên sân khấu em mới thấy anh, là bé Khả Hân á vẽ cái cặp chân mày á anh, nó sắc y như chị Phương Thanh cái thời điểm đó, anh thấy không, cái chân mày nó bé nó sắc như vậy nè, nhìn giống lắm. Thấy không, chấm luôn cái một ruồi thấy không. Dạ, nói chung là về ngoại hình là quá giống rồi đó. Có một khúc hồi nãy lo lắc đầu dữ quá giống cô Phương Thanh, tóc hơi rối xong ngỡ mở lên là cũng biết là lo chỉnh tóc lại liền. Chấm điểm thì biết sau nha, nhưng mà cái về vấn đề hóa trang ngày hôm nay là xin được cho điểm tuyệt đối cho người đã hóa trang cho 2 cô trò trong phần trình diễn này. Ở cuối chương trình chúng ta sẽ cùng hội ý để xem là đội nào sẽ là đội hóa trang đẹp nhất tuần. Cảm ơn Phượng Vũ, cảm ơn Khả Hân, hôm nay con đã làm rất tốt. Dạ, con cảm ơn tất cả mọi người ạ. Vừa nãy ở trong cánh gà là hỏi bảo em là chú ơi chú ra chú hỏi con nhiều vào nha. Mà đã kịp hỏi gì đâu, toàn tự nói không chưa kịp hỏi gì luôn á. Vâng, và thưa quý vị thân mến, ngay bây giờ chúng ta sẽ được xem một cái màn hóa thân vô cùng đặc biệt. Và đối với cá nhân Long Chun thì đây là một màn hóa thân cực kỳ khó. Chúng ta chào đón trên sân khấu nghệ sĩ ưu tú Xuân Hinh. 3, 2, 1. Nghệ sĩ ưu tú Xuân Hinh. Trong tuần này con được vào vai của chú Xuân Hinh. Đây là một nhân vật khá là khó với con, tại vì là một thể loại mới mà con chưa từng theo đuổi nó. Tại vì là hát chèo nên là những hơi thở và nhịp nó sẽ khác với cả loại nhạc bình thường, nên là con có gặp một chút khó khăn trong nhân vật lần này. Ủa, con cũng lo lắng hả? Con cũng lo lắm cô ơi. Con cũng lo lắm. Ủa, mà trong cái nhân vật được này thì con thấy cái gì là con thấy khó nhất? Con thấy khó nhất là giả được giọng của chú Xuân Hinh ấy. Tại vì là chú ấy là mang một màu sắc khác với cả con và cô. Ừ, đúng rồi. Tại vì chú Xuân Hinh thì sẽ dùng giọng mũi nhiều hơn và chú nam, nhưng mà chú sẽ giả gái để mà vào cái vai thị màu. Thì đó cũng là một cái thử thách của cô đó con. Con đúng là của con đó cô. Đúng rồi. Tôi lên chùa thấy tiểu 13 mà thấy dư 14 cái.
mùa từ 13 ý. Ôi à ý này tôi, ôi à tôi lên đi chùa kia ý còn thời thấy tiểu ba mười. Ôi à thế mà 13 ý ý ý ý ý ý ý. Này chị em pháo tay thật lớn cho nghệ sĩ ưu tú Xuân Hinh. Nam Phong Thái Bình thân mến, tuần vừa rồi hẳn là một cái tuần rất là khó khăn đúng không ạ? Ý kiến của các vị ban giám khảo ra sao ạ? Đầu tiên á nha, là hồi nãy Sam hơi bất ngờ một chút xíu bởi vì cái sự hóa trang của mình nè, cũng như là cái luyện tập để mình có được một cái chuyển động cơ thể mà nó nữ tính đến như vậy. Và một cái nữa là một cái mà cô Sam cực kỳ thích luôn là cái sự linh hoạt ở trên gương mặt của con về những cái biểu cảm á. Này chị em ơi, cô Sam khoái lắm. Tại vì nếu như mà mọi người đã biết tới tác phẩm Quan Âm Thị Kính và nhân vật Thị Màu này á, thì biết là cô Thị Màu này là sẽ có cái tính hơi đông đưa, hơi đỏng đảnh, kiêu kỳ rồi. Con vẫn diễn tới bây giờ hả? Có một cái gì đó hơi lý lắc nữa. Đó thì là ngày hôm nay con lột tả được hết những cái nét của Thị Màu ở trong Quan Âm Thị Kính qua cái phần trình diễn này.
Thật ra thì đối với bản thân Hòa Minzy á, những ai mà yêu quý này để bảo tồn những làn điệu văn hóa, nghệ thuật dân tộc thì điều đó là điều mà Hòa cảm thấy rất là tuyệt vời. Nó được thể hiện qua cái cách mà mọi người nghiên cứu tác phẩm và cái cách mà mọi người thể hiện nó trên sân khấu ngày hôm nay, từ tất cả điệu cơ bản nhất của chèo, ví dụ như là ý y hay là điệu chỉ Phật quạt hay là những cái hất tà váy hay là những cái múa như thế này, tất cả là đều được hai cô trò thể hiện rất là xuất sắc. Hai người kết hợp với nhau, người trái, người phải, rồi cùng nhau bung quạt ra, tất cả mọi động tác đều thực hiện rất là đều. Thì em nghĩ đây là thể hiện một cái là quá trình tập luyện chắc phải rất là nghiêm túc thì hai cô trò mới có một phần trình diễn đồng đều đến như thế. Chúc mừng cho hai cô trò. Còn anh Đại Nghĩa, tuần trước thì bé Nam Phong đã hóa thân thành Tùng Dương với một phong cách diễn rất là quái. Và với màn biến hóa hôm nay thì anh cảm thấy như thế nào ạ? Anh thấy từ đầu cho đến giờ cả 3 tiết mục đều có những cái màn biến hóa làm cho mình rất là bất ngờ. Không có một cái nét nào của tuần trước cả. Và các bạn đã chọn lựa được những cái tiết mục mà có cái phong cách nó đặc sắc nhất của cái nhân vật đó. Kể cả hai tiết mục trước cũng vậy. Chúng ta sau này quen với anh Xuân Hinh là khi anh ấy diễn hài với những tiết mục kịch. Nhưng mà chúng ta quên là anh ấy đã từng là một diễn viên chèo và Quan Họ nữa, hát Quan Họ Bắc Ninh nữa. Cho nên là khi anh ấy trở về với chèo giống như là trở về với cái gốc của mình, và anh ấy tung tẩy trên sân khấu cái chiếu chèo này một cách nó hoàn toàn rất tự nhiên. Từng động tác anh ấy đưa ra nó nhẹ nhàng như hơi thở. Nhưng mà để làm được những động tác như vậy là cả bao nhiêu năm tháng rèn luyện mới có được một nghệ sĩ Xuân Hinh tài hoa trên sân khấu như thế. Mà hai cô trò thì chỉ có vỏn vẹn trong khoảng một tuần lễ để mà tập luyện được tiết mục này. Và với một cái cậu bé như Nam Phong nữa thì nó lại là một cái điều quá bất ngờ với chú. Nãy giờ chú ngồi chú cứ nghĩ hoài, ủa tại sao bé nó có thể làm được cái chuyện như thế này ta? Khó lắm đó. Rất là khó, bởi vì chúng ta thấy không? Trên sân khấu gần như anh Xuân Hinh anh chuyển động liên tục. Cái đôi mắt lúc nào cũng long lanh, lúc nào cũng sáng rực trên sân khấu như thế này. Miệng đôi, tiếng, oh. Đôi mắt láo liên và lanh lợi, linh hoạt. Rồi kể cả hình thể cũng như vậy nữa. Và nói thật luôn nha Thái Bình, anh bị Nam Phong thu hút nhiều hơn em. Nhưng mà về phần giọng hát thì đúng là, bởi vì có thể là cái giọng của con vẫn đang là giọng của một cậu bé, cho nên là cái độ trong và sáng, cái độ cao cái trong cái giọng hát của con á, nó bén quá đi. Trong khi chú Xuân Hinh nếu như con nghe kỹ á, thì chú không có hát ở cái mức độ mà nó trong và nó xét, nó thé lên như vậy. Cho nên là nó có cái điểm khác so với giọng của chú Xuân Hinh. Còn về mặt nhìn và về mặt biểu diễn là khỏi bàn. Đây là một tiết mục đáng để chúng ta xem và khen ngợi. Cảm ơn hai cô trò. Cảm ơn những lời khen đến từ quý vị ban giám khảo và Long Chun. Tin rằng là với những cái lời khen cũng như những lời góp ý đó, chúng ta sẽ hoàn thiện hơn ở những phần sau. Quý vị thân mến, và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nghỉ giải lao trong ít phút. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Gương Mặt Thân Quen phiên bản song ca 2022. Quý vị thân mến, và ngay sau đây sẽ là một ca khúc mà Long tin rằng tất cả các bạn nhỏ đều sẽ thuộc ca khúc này. Và mỗi lần nghe đến ca khúc này là chúng ta đều lẩm nhẩm để mà hát theo. Và ngay bây giờ sẽ là ca khúc Baby Shark. 3, 2, 1, nhấn. Oh. Ngồi vô nè, rồi đọc thư đi nè, đọc thư này nghe coi. Phòng thoải mái, chào mừng bạn đã đến với phòng thoải mái. Hãy dành thời gian của mình để nghỉ ngơi và chia sẻ cảm xúc của mình trong ngày hôm nay nhé. Tặng bạn một chiếc gói ôm. Tặng bạn một chiếc gói ôm. Một chiếc ôm. Một chiếc ôm rồi nè. Đây nè, một chiếc ôm nè. Tự ôm nha nè. Ôm đi, ôm chưa. Quá, mừng quá, mừng quá. Thầy hỏi thiệt chứ là ở nhà con nghe cái bài Baby Shark này bao nhiêu lần vậy? Nghe từ lúc nó mới ra. Nghe bài là nghe chắc phải mấy triệu lần ha. Thầy cũng nghe nhiều lắm. Thì thầy cũng nghe thiết mà thầy thuộc luôn á. Nhưng mà mấy cái động tác thì nói chung là thì mình nó cũng khá là đơn giản. Nhưng cái vấn đề là làm sao để làm cho một chiếc mục đơn giản mà vẫn cuốn hút và vẫn đáng yêu thì là vẫn là một thử thách. Nhưng mà thử thách thì nó có vẻ là nó sẽ nhẹ nhàng hơn, nó sẽ thoải mái hơn cho chúng ta. Và đó là lý do tại sao chúng ta chọn căn phòng thư giãn này.
Chắc là Hòa Minzy là hiểu cái ca khúc này hơn ai hết đúng không ạ? Trời ơi là trời, cái bài này không có ngày nào nó không vang lên trong nhà em hết á. Từ khi bắt đầu mà cho con trai của em xem tivi thì cái bài hát này luôn luôn là một bài được mở trong cái giờ xem tivi của hắn. Từ sau cái tập này được phát sóng á, là con em có một phần trình diễn Baby Shark trên YouTube khác để xem rồi đó.
hầu như con nít ở đâu cũng vậy hết trơn á, là để mà cho con ăn là các ba các mẹ hay mở bài này lên đó. Anh, cái anh ơi phải chịu view không anh ăn. Phải chịu view không? Trời ơi chịu view. Trời ơi chịu view con đi ơi. Đây là phải là clip chịu view nhanh nhất. Chắc chắn là các mẹ sẽ xem đi xem lại. Đầu tiên khi mà con bấm được cái icon này á, cô Hòa mình nghĩ là icon này thì nó có phải là hơi dễ không? Tại vì mình cứ đứng baby shark tu. Nhưng mà lên sân khấu con nhìn này, dàn dựng này, xong rồi con hát, con nhảy, rồi bản tiếng Anh, bản tiếng Việt như thế. Và cô chắc chắn là một điều con nhận lại được sau cái icon này đó là tiết mục triệu view của gương mặt thân quen. Là Hòa nói là phiên bản này cho Bo xem ở nhà đúng không? Thì anh hết hồn, tại vì anh tưởng là à, từ nay đã có thêm một phiên bản có ông kẹ rồi. Không đâu, dễ thương lắm Trung ơi, em dễ thương không, lắm. Không anh, tại vì là... cái khúc cho ăn lắm, cái khúc mà đúng kiểu rồi. Mà bé Bo chuẩn bị không chịu ăn nữa. Lên cái đoạn không ăn á là đúng, đến đúng cái câu mà có mập ông có mập ông đu 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 có mập ông đu 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 có mập ông đu 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 có mập ông là không ăn là cho thêm mà đó là kêu bé Bo nhìn đâu liền. Con đã thể hiện cái nhân vật đáng yêu vô cùng luôn. Và nhất là khi con chuyển sang hát cái giọng ca mập bà, du 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 du, ca mập bà, du 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 du. Thành ra đó là cái điều mà chú nghĩ vô cùng thú vị với tiết mục này luôn. Chúc mừng cho con cũng như là huấn luyện viên cùng với chung của con nha. Cảm ơn giám khảo Đại Nghĩa. Và Sam ơi, Sam biết không nhá, cứ mỗi lần mà bé Bảo Ngọc hoặc là chị Tú Trung xuất hiện trên sân khấu lại rất nhiều màu sắc. Thế thì đây là lần đầu tiên mà Sam được xem sân khấu nhiều màu sắc mà đến từ chị Tú Trung như thế này, thì cảm xúc của Sam như thế nào? Tại vì thật ra là lúc đầu khi mà Sam nghe á, là ngày hôm nay sẽ trình diễn bài Baby Shark thì Sam cũng có một cái nỗi lo. Nhưng mà một điểm mà thông minh đúng là Sam nghĩ là có sự tính toán của anh Trịnh Tú Trung là mình đã biết dùng cái điểm đó, cái sự đơn giản của bài hát này để mình tập trung vào những cái bối cảnh trên sân khấu nè, nó rất là lung linh, nó nhiều màu sắc hơn. Và có những bạn trong vũ đoàn cũng rất là dễ thương, và đặc biệt là đầu tư hai bộ trang phục nó y chang bản gốc nữa, thì nó tạo thành một cái tiết mục rất là quen. Nhưng mà khi mà mình xem lại mình vẫn cảm thấy nó rất là thú vị, rất mới mẻ và cực kỳ sôi động. Ở đây Trung rất là thương Ngọc, là tại vì Trung biết được là các anh chị lớn hơn một tí nè, các anh chị có nhiều tài lẻ hơn, thì Trung chỉ hy vọng là với những cái điều nhỏ bé mà Ngọc đã làm được á, thì sẽ có một bộ phận khán giả rồi đó yêu thương và đón nhận Bảo Ngọc. Bảo Ngọc con biết không, trong chương trình Gương Mặt Thân Quen, bởi vì chú Nghĩa đã làm nhiều chương trình rồi cho nên chú Nghĩa biết có những cái tiết mục mà bản thân chú Nghĩa nè mãi những năm sau này vẫn về và mở xem lại, là bởi vì những tiết mục đó có thể không phải là nhất tuần nha, nhưng mà bởi vì nó có một cái điểm gì rất đặc biệt, có thể là hát quá hay hoặc là cái phần trình diễn quá dễ thương đi, thì chắc chắn rằng đây sẽ là một trong những tiết mục mà không phải chỉ riêng chú Nghĩa mà sẽ có rất nhiều các bạn nhỏ khác sẽ mở đi mở lại để xem. Rồi, cảm ơn anh rồi rất nhiều. Bây giờ chúng ta cùng di chuyển đến vị trí để cùng theo dõi tiết mục tiếp theo nhé. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với một nhân vật rất là nổi tiếng và cái lực lượng fan của anh ta vô cùng hùng hậu, đó chính là Sơn Tùng MTP. Yeah. Rồi, con ngồi đi. Tuần này mình làm ai nhỉ? Sơn Tùng MTP. Con thấy sao? Con thấy nhân vật này thế nào? Dạ, con thì con cảm thấy... thực sự là trong lòng con cảm thấy rất là nôn nao và cảm thấy rất là thoải mái khi mà được làm một cái nhân vật mà nam mà mình rất là hâm mộ á cô. Yeah. Còn với cô thì cô thấy đây là một nghệ sĩ rất là nổi tiếng, có nhiều bài hit trên mạng xã hội và rất đẹp trai. Nếu mà đối với nhân vật Sơn Tùng MTP, con nhớ có những bài hát nào? Con kể nhớ nha, là có bài Chạy Ngay Đi nè, Hãy Trao Cho Anh nè. Từ ngày xưa là có là Cơn Mưa Ngang Qua, Nắng Nơi Này Có Anh nữa nè. Nơi Này Có Anh, rồi bài gần đây nhất Có Chắc Yêu Là Đây. Có Chắc Yêu Là Đây. Còn một bài cực kỳ hot nữa, đó chính là Em Của Ngày Hôm Qua. Mặc dù có thể là chưa có da dáng của men cho lắm, đàn ông cho lắm, nhưng mà hai cô cháu sẽ cố gắng cháy hết mình trên sân khấu và cực chất, cực ngầu luôn. Tại vì bài đầu tiên giả vờ Blackpink, hai cô cháu đã rất là lo lắng. Cho nên lần này sẽ... chiến hết mình! Yeah! Yeah!
vào việc. Của ngày hôm qua đã được biên tập lại lời một chút để phù hợp hơn với độ tuổi của các bé. Đã có kinh nghiệm trong việc là hóa thân thành Sơn Tùng MGP thì bây giờ cô Hòa Minzy đang nghĩ gì nào?
Icon anh Sơn Tùng là một trong những icon mà rất là nhiều anh chị và kể cả bản thân Hòa cũng đã từng hóa thân trong Gương Mặt Thân Quen. Tình yêu trong anh rất toan giả dối, anh không muốn vui mình trong mơ, anh không muốn đi tìm giấc mơ ngày hôm nào. Đừng vội vàng em hay là em của ngày hôm qua, hay là em của ngày hôm qua. Khi mà anh đã lên sân khấu và anh biết anh là chủ của sân khấu đó thì không có một ai ở đó có thể làm phiền anh. Chân của anh sẵn nó cũng phải lớn hơn này, cái tay anh đưa nó cũng phải lớn hơn, cái tay anh đẩy nó cũng phải mạnh hơn. Ở đây thì mình vẫn nhìn nó vẫn đang hơi nữ một xíu. Thì thực ra là ngày hôm nay hai cô trò thì chưa có cái sự ngạo nghễ mà em mong muốn. Cô Hòa chỉ cuốn theo cái nhịp của bài hát, còn lại về phần trình diễn thì chưa có được ưng ý cho lắm. Hy vọng là tuần sau thì mọi người sẽ làm tốt hơn và nghiên cứu những cái đặc trưng của nhân vật của mình nhiều hơn nữa để cháy hết mình luôn mà không còn sợ, không còn ngại gì cho sân khấu cả. Khi mà Sơn Tùng cầm micro á thì luôn luôn là để cái ngón tay vậy nè, đó, để ngón tay rất là đặc trưng. Thì là hai cô trò có cái này, có Kim Thành là lâu lâu hơi quên nha, bé là có nhớ nhiều hơn đó nha, Kim Thành là lâu lâu hơi quên đó nha, bé Gia Như là lúc nào cũng để cái tay giống như Sơn Tùng. Và cái một điểm đặc trưng của Tùng nữa đó chính là Tùng khi trên sân khấu là Tùng chuyển động cũng liên tục, Tùng luôn luôn dùng cái ngữ điệu của cơ thể của mình rất là nhiều để có thể biểu đạt cái cảm xúc cũng như là cái lời bài hát của mình. Tay á, một tay cầm micro nhưng mà cái tay còn lại, mọi người để ý là Sơn Tùng không bao giờ để cái tay này yên hết. Bạn ấy sử dụng cái ngôn ngữ cái tay còn lại của bạn ấy làm đủ, làm liên tục mọi cử động, mọi chuyển động cứ làm liên tục. Thì hai bạn làm được cái điều đó có nghĩa là không có để cái tay của mình ở không, làm đủ những cái động tác để có thể ra được cái chất của Sơn Tùng MTV. Thì cái đó là một cái điểm mà Sam đánh giá cao ở hai bạn vì có nghiên cứu về nhân vật. Chúc mừng cả hai bạn. Và anh Đại Nghĩa, anh nghĩ sao về tiết mục này? Anh thì rất là thích Sơn Tùng. Mặc dù anh không phải là nằm trong Sky như các bạn khác, nhưng mà anh vẫn thường xuyên theo dõi các show diễn của Sơn Tùng. Tùng là một giọng nam cao trữ tình. Cái giọng của Tùng là bay, bay rất là sáng và mỏng. Mà cái đặc biệt là khi mà Tùng hát ở những cái đoạn cao, nghe cái giọng mỏng nhẹ như vậy thôi, nhưng mà nó vẫn rất là êm, nó không có bị chói, nó không có bị thé cái lỗ tai của mình. Và mình cảm thấy rất là tuyệt vời khi mà Tùng vừa hát và vừa trình diễn. Hồi nãy khi bắt đầu vào tiết mục, Kim Thành vào việc là anh thích liền. Anh quay qua nói Hòa, ý trời cái vào việc nó giống quá. Và cái âm khi mà Kim Thành nói chỉ vào việc nó cũng giống nữa. Và khi bắt đầu hát thì anh cũng nghe ra được là cái màu sắc của Sơn Tùng. Nhưng mà hình như là hai cô cháu đã chọn một cái tông hơi thấp, cảm giác là hơi thấp. Nếu như mà chọn một cái tông nó cao hơn thì có lẽ cái giọng mình nó sẽ bay hơn một tí. Giọng hai bạn là nữ chung và đặc biệt là em nghĩ là hai cô trò đang cố gắng để có thể có một cái giọng nó men nhất, đúng không? Nên là mới chọn cái tông này. Ngày xưa em hóa thân thành anh Tùng em cũng chọn một cái tông như vậy. Nhưng mà vậy, bởi vì giọng của Tùng mới là bay. Dạ. Giọng của Tùng là bay mà mình hát cái tông nó thấp á, thành ra là mình cái giọng nó không có được bay như là Sơn Tùng. Dạ. Đó, thành ra là cho nên là anh cảm giác là với cái tiết mục này thì đang chọn cái tông hơi trầm. Về cái phần trình diễn một cái, tuần trước cũng như tuần này thì chú Nghĩa đánh giá con cùng với huấn luyện viên của mình á là luôn luôn đầu tư rất là kỹ cho cái phần trình diễn trên sân khấu. Cho nên cả hai tuần thì cái phần trình diễn đều coi rất là bắt mắt, rất là hấp dẫn luôn, rất rất hấp dẫn luôn, phải thật sự mà nói là như thế. Chỉ là ngày hôm nay chú Nghĩa cảm giác là hát nó hơi chưa ra được cái màu sắc của Sơn Tùng mà thôi, chứ còn về phần trình diễn thì chú Nghĩa hoàn toàn không có vấn đề gì cả ha. Chúc mừng hai cô trò. Xin cảm ơn những góp ý hết sức quý báu từ ban giám khảo. Và quý vị thân mến, trước khi đến với tiết mục tiếp theo thì chúng tôi xin phép nghỉ giải lao trong ít phút, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Chào mừng quý vị quay trở lại với Gương Mặt Thân Quen phiên bản song ca. Quý vị thân mến, ngay bây giờ chúng ta sẽ được gặp một nhân vật được mệnh danh là Họa Mi Núi Rừng. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Ngọn Lửa Cao Nguyên. Trời ơi, nó tối như cái nội tâm của mình vậy trong tiết mục này thưa quý vị và các bạn. Dạ em lo lắm. Trời ơi, còn gì nữa, phòng lo lắng. Cái tên nói lên tất cả.
mình luôn ở đây cùng bạn nè. Cái gì trời, phòng lo lắng mà nói chuyện thấy thương vậy. Hãy cùng phòng lo lắng vượt qua mọi thử thách, kể cho mình nghe những điều đang làm bạn lo lắng và sợ hãi nha. Luôn bên bạn phòng lo lắng. Luôn bên bạn phòng lo lắng. Phòng lo lắng luôn bên mình. Bước bước lại, đừng bên mình nữa, mình muốn thoải mái hơn. Trời ơi, quý vị khán giả ơi, thật sự thì tại sao Quốc Bảo lại xuất hiện ở trong cái phòng nó hơi tối, nó hơi âm u như thế này? Tại vì tâm trạng hiện tại cũng giống vậy. Tại vì cái phòng thi này là cái phòng thi mà hai thầy trò phải hóa thân vào hai cái nhân vật nữ, với nói là wow. Con đang mong nhất là nhân vật nào? Con thích Nam. À, thích Nam, hy vọng là ngày hôm nay con sẽ bấm được một nhân vật Nam nha. Và ngay bây giờ sẽ đến với phần nút bấm thân quen. 3, 2, 1, xin mời. Khó thế. Sĩ Luân thì đã biến thành cô sụp lắp. Phiên bản Nam là hơi tròn tròn xíu. Còn Quốc Bảo thì phải đảm nhận một cái vai trò hơi căng thẳng, là phải trở thành một chị Chanh chính gốc. Mà nó phải thật là xuất sắc, nó thật là hay nên áp lực lắm. Với lại Quốc Bảo cũng làm việc với chị Phương Thanh rất là nhiều lần rồi. Mà lần này mà giả chị Phương Thanh mà không giống chị Phương Thanh, chắc là chị Phương Thanh buồn lắm. Đi đâu chú đây? Ơi, chú đang buồn kêu. Có quà cho chú nè. Có quà à? Sao, hình như là con ở trong cái phòng nào bên kia nó sáng sủa, nó tươi tắn lắm đúng không? Đúng rồi. Chú trong này nó khá là tối. Thôi nào, có cái gì đây? Màu vàng thấy may mắn rồi. Đi đây. Có chút xíu nha. Chọc. Để con cho. Đấy, màu vàng thấy tươi tươi rồi. Happy New Year. Cái gì? Giảm một tôn bài hát. Ê ơi, giọng của tôi bài hát nè. Giọng của con Siêu Black thì rất là cao luôn. Giọng phải gọi là rất là nội lực luôn. Mà còn gào lên được nữa. Thì con cũng khá là run vì là trong cái khoảng thời gian này con đang bị vỡ giọng. Nên là thôi thì nhiều ăn liều. Nhiều ăn liều. Liều ăn nhiều, trời ơi. Giảm một tông á. Bữa giờ chúng con lại lên xuống rồi giảm tới giảm lui rồi canh để, tại vì con vừa bể giọng nè, chú là giọng giọng kiểu năm trầm nữa, nên rất là khó trong tiết mục này mà không giảm một tông nữa. Trời ơi, cái này nó phải hòa đó mọi người ơi. Cái này là siêu rồi. Tôi đã chỉ cho nhau bay qua
lửa hồng còn chấm đá, vượt ngàn lửa hồng ra ngàn đá. Một ngọn lửa hồng vừa cháy mãi. Ơi cao biết cao biết em thương anh từ ngày bên núi đang chờ ai. Một ngọn lửa hồng từ bao la, ngọn lửa niềm về với cùng mùa em. Ngọn lửa mồ hôi cháy mãi. Ôi cao nguyên những chuyện gì cao nguyên để nay lừa bắp bụng. Cháy lên nơi lửa thiêng, cháy mãi cho bóng em hiện ra. Giữa ngọn lửa em trao ơn từ, em trao lời nói nhớ mãi nhớ. Lời nói lửa cháy diêu đang ngày nào, còn đường chim chưa nao bay qua bay qua bay qua giữa bầu trời, còn dòng sông vi anh ba chân qua chân qua trôi qua dưới mặt trời. Còn yêu em, anh còn thương em mãi người ơi. Cháy lên đi lửa thiên cao nguyên, còn mãi trong ta tình yêu cao nguyên. Cháy lên đi lửa thiên cao nguyên, còn mãi trong ta tình yêu cao nguyên. Let's go. Cháy lên đi lửa thiên cao nguyên, yeah. Còn mãi trong ta tình yêu cao nguyên. Cháy lên đi lửa thiên cao nguyên, còn mãi trong ta tình yêu. Cảm ơn. Một tràng pháo tay thật lớn trên sân khấu này cho chị Siêu Black và Phương Thanh. Chị chăm chỉ nịch người nhiều quá, giờ chứ đứng thẳng không có được. Bé Sĩ Luân thân mến, chú Long Chun nghĩ rằng tuần vừa rồi là một tuần vô cùng áp lực với huấn luyện viên Quốc Bảo. Vậy tại sao con dám dũng cảm để bước vào căn phòng thử thách, để nhận thử thách từ chương trình, đó là giảm một tông của bài hát ngày hôm nay chú? Thật ra thì bài này rất là khó. Giọng của cô Siêu Black rất là nổi lực và rất là khàn luôn. Con thì lại là giọng nam nữa, mà con cũng vỡ giọng rồi, nên là cũng rất là khó. Nhưng mà con muốn thử thách thêm bản thân mình nữa. Để coi. Để coi. Nhưng mà thấy thương quá à, thấy thương Quốc Bảo à. Phải cố gắng lắm để có thể là nai nịch, để cho ra một cái tạo hình mà theo Bảo nghĩ rằng là giống chị Phương Thanh. Theo Bảo nghĩ rằng là giống chị Phương Thanh. Không, cái này là không có nói được, là bởi vì cái hình thể của mình như thế mà làm sao được mặc cái được cái đầm này vào, là một cái thử thách rất là lớn chứ không phải là chuyện chơi. Và bên cạnh đó, như Bảo nói là những cái vòng băng keo nó siết, nó cũng làm ảnh hưởng rất là nhiều đến cái việc mình lấy hơi để mà mình hát. Biết là Quốc Bảo là hơi đang khó khăn trong cái là bao nhiêu cuồng băng keo nó quấn quanh người đó, thì nó lại tạo cho mình có một cái độ hơi khom 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 khom, mà vô tình cái hơi khom khom này cũng hơi giống chị Chanh. Còn mấy cái kia thì mình bỏ qua. Nhưng mà thật ra Bảo là huấn luyện viên, quan trọng là chúng ta sẽ tập trung vào chị Luân. Tuần này thì chú Nghĩa nghe con hát nhiều hơn so với cái tuần trước. Với cái bài này nó cũng khá là quen thuộc với mọi người, gắn liền với tên tuổi của cô Siêu Black nữa, một trong những ca sĩ mà chú Nghĩa vô cùng mến mộ. Bởi cái giọng hát nội lực của cô, bởi cái giọng mà sang sảng vang, cảm giác là vang vọng khắp núi rừng luôn á. Cũng có thể là do bởi vì con cũng là một cậu trai, con lại bước vào căn phòng thử thách và phải giảm một tông xuống để hát được cái giọng như nữ và nó sáng như cái kiểu cô Siêu, thì lại là càng là một cái điều quá khó với con. Nhưng ở con nha, có cái rung, cái ngân ở những cái từ cuối trong câu á, thì là giống cô Siêu. Cô Siêu hát là những cái từ cuối cùng là cô ấy ngân rung dữ lắm, và con có được cái điểm đó. Mình lại phải thông cảm cho Sĩ Lân là bởi vì chắc là con đã vừa bước vào giai đoạn vỡ giọng. Cái giai đoạn vỡ giọng của một em bé nam á là một giai đoạn rất là khó khăn với các bé mà theo đuổi con đường ca hát. Bởi vì khi đó thì giọng cao không ra cao mà thấp cũng không ra thấp, và đặc biệt là cái thanh sắc trong cái giọng hát nó đang bị biến đổi một cách không kiểm soát được. Tuy
chưa được giống nhưng mà cũng vẫn là một giọng hát nội lực, và đặc biệt là giống như chú Đại Nghĩa đã nói là con có những cái rung ở phía cuối câu rất là ra được cái e của chị Si Black. Con có những cái hình thể, còn có những cái hất tay, có những cái há miệng rất là giống. Và vừa nãy buồn cười quá khi mà đang đứng ở đây thì vừa nãy chị Luân đi ra đây hát và giao lưu với ban giám khảo thì đang hát thì khói lạnh bay lên, xong rồi cái miệng thì lúc nào cũng há ra cười phải không, thì đang hát là một ngọn lửa hồng mật trong ta, ha ha ha, đúng không, đang diễn là ha ha ha, ha ha ha, là vừa hát và mà vừa phải nhút nước bọt để còn kịp lấy cái hơi thở để mà hát tiếp. Chị phải hiểu cái bài này nó là một bài rất mệt. Ca sĩ chuyên nghiệp như bọn em là hát bao nhiêu năm rồi mà mỗi lần lên sân khấu mà biểu diễn bài này á là không thở nổi luôn. Thì đây là một phần trình diễn rất là khó khăn với cả hai thầy trò. Cô Hòa đánh giá cao về cái sự cố gắng chuẩn bị từ tóc tai đến quần áo, trang phục là mọi người đã chuẩn bị rất là kỹ càng. Chúc mừng hai thầy trò nhiều nha. Và cái này cũng tiết lộ cho mọi người biết luôn, hồi nãy lúc mà đang trong lúc giải lao thì Nghĩa có ra bên ngoài phía trước để đứng hóng gió hóng mát, thì tự nhiên nghe cái tiếng cười ở đâu, ủa sao vậy ta, cái tiếng cười nó cứ vang vang ở đâu đâu xung quanh mình vậy nè, mà mình không biết là ai. Cứ chừng 5-3 giây cái sao lại nghe là cười một tràng, cứ vậy nữa cứ 5-3 giây nghe cười một tràng nữa mà mình không biết là chuyện gì. Thì bây giờ chú Nghĩa biết là hồi nãy là do con luyện tập đúng không, luyện tập suốt luôn để đi vào trong tiết mục này có được một cái tràng cười tương tự giống như là cô Siêu Black. Ôi cao nguyên những chiến sĩ cao nguyên bên anh đưa tập vụ. Cái giọng cười đầy cái hào sảng, đầy cái vui vẻ và sức sống và cái sự lạc quan của cô Siêu. Và ngày hôm nay con đã phần nào làm được cái điều đó. Chúc mừng con. Dạ vâng, cảm ơn chú ạ. Cô thấy là lúc mà con bước ra là con đã đầy năng lượng rồi. Kiểu giống như là con khoái lắm á. Kiểu giống như là con đang cảm thấy rất là hạnh phúc với lại cái tạo hình này á. Đó là cô Siêu Black lúc nào cũng kiểu là đầy cái nụ cười mà đầy năng lượng như vậy. Chỉ cần bước ra sân khấu là chúng ta đã thấy năng lượng rồi. Thì cái đó con làm được. Chúc mừng hai thầy trò. Xin cảm ơn những ý kiến đóng góp rất là quý báu đến từ ban giám khảo. Chú Lâm Chun thì tin rằng là với cái sự cố gắng của con mà chú đã chứng kiến con từ trong hậu trường cho đến hôm nay lên sân khấu thì quý vị khán giả cũng sẽ dành tình yêu rất nhiều. Sao anh vẫn còn đang muốn em nhanh hơn hả? Vâng, em định giao lưu chỉ khoảng tầm 15 phút nữa thôi, anh cố gắng nha. Thì con hãy cố gắng hàng ngày, vì chú biết là cái giai đoạn khi mà con vỡ giọng thì con gặp rất là nhiều khó khăn. Con ha, cố gắng lên nha con ha. Rồi xin mời hai thầy trò chúng ta về vị trí ạ. Quý vị thân mến, đêm thi đêm nay là 6 tiết mục, mỗi tiết mục mang một màu sắc vô cùng khác nhau. Sắp tới đây sẽ là những cái giây phút rất là khó khăn cho hội đồng ban giám khảo, bởi vì là các cô chú ban giám khảo sẽ phải đưa ra những cái ý kiến nhận xét cũng như là số điểm để gửi đến từng thi một. Và trước khi đến với phần này thì chúng ta hãy cùng dành cho ban giám khảo một chút thời gian. Hẹn gặp lại quý vị sau một ít phút nữa nhé. Chào mừng quý vị quay trở lại với Gương Mặt Thân Quen phiên bản song ca năm 2022. Quý vị thân mến, trước khi bước đến phần quan trọng nhất trong đêm thi ngày hôm nay, đó là phần cho điểm từ ban giám khảo, thì chúng tôi cũng có một giải hóa trang xuất sắc nhất tuần để tôn vinh tất cả những chuyên gia hóa trang đã đồng hành cùng các team trong chương trình Gương Mặt Thân Quen. Ngay bây giờ, Long Chun xin phép công bố giải hóa trang xuất sắc nhất thuộc về... chuyên gia hóa trang Vân Miu đến từ đội của huấn luyện viên Phượng Vũ và bé Khả Hân. Và ngay bây giờ xin mời diễn viên Sam sẽ lên trao giải cho chuyên gia trang điểm Vân Miu với phần hóa thân xuất sắc nhất trong tuần này. Gửi cho đội mình nha. Dạ vâng, thưa quý vị, có lẽ quý vị không biết chứ Vân Miu cũng là một người hóa trang mà rất nổi tiếng trên mạng xã hội. Và chị có thể chia sẻ một chút về cái quá trình làm việc cũng như là cộng tác với cả team Phượng Vũ được không ạ? Thực sự thì hiện tại thì Vân cảm thấy rất là vui và cảm thấy may mắn được làm việc cùng với Khả Hân và chị Phượng Vũ. Thì khi mà Vân biết rằng là tuần 2 này
mình sẽ hóa thân thành Phương Thanh cho bé Khải Hân. Thì Vân đã nghiên cứu rất là nhiều để cố gắng làm sao cho ra một layout hoàn thiện nhất. Vậy cái điều khó khăn gì khi mà Vân hóa trang layout chị Phương Thanh cho bé? À, dạ, em nghĩ là một phần là do form mắt của bé và chị Phương Thanh cũng có phần khác nhau. Cho nên là cái phần eyeliner em đã cố tình kẻ dày hơn một xíu để có thể thay đổi cái form mắt nó gần giống với lại chị Phương Thanh. Dạ vâng, xin cảm ơn chuyên gia hóa trang Vân Miu. Xin cảm ơn tất cả mọi người ạ. Và quý vị thân mến, ngay bây giờ sẽ là thời điểm để ban giám khảo sẽ đưa ra những số điểm của mình từ thang điểm 7 cho đến 12. Sam ơi, Sam đã cảm nhận được cái sự khó khăn khi mà mình ngồi ở đây chưa ạ? Thực ra là Sam cảm nhận được rồi. Hồi nãy giờ là Sam phải nói là vắt hết cái tinh thần của mình để có thể lựa chọn. Bởi vì họ khó lắm. Tại vì phải nói là ngày hôm nay là các bé cũng như là các huấn luyện viên với những tiết mục này nó có sự chênh lệch nhưng mà không quá nhiều. Nhưng mà để mình phải chấm theo cái thang điểm từ 7 đến 12 mà không có trùng nhau á thì nó lại là một cái khó. Cho nên là có gì thì mọi người cũng thông cảm cho Sam nha. Các con đừng có giận cô Sam nha, chứ cô Sam yêu hết tất cả tụi con luôn. Nói chung là Long Chun rất là đồng cảm với cái sự khó khăn của Sam lúc này. Chính vì vậy mà Long mời Sam ra điểm trước nha. Ôi trời ơi, gì kỳ vậy? Trời ơi. Số điểm 7 thì cô Sam dành cho đội Kim Thành và bé Gia Như. Số điểm 8 thì cô Sam dành cho Quốc Bảo và bé Sĩ Luân. Và 9 là số điểm dành cho Trịnh Tú Trung và bé Bảo Ngọc. 10 là số điểm của Phạm Lịch và bé Khánh Chi. 11 thì cô Sam dành cho Thái Bình và bé Nam Phong. Như vậy là số điểm 12 là của Phượng Vũ và Khả Hưng. Và chúng ta đã vừa biết được điểm đến từ giám khảo Sam. Ngay bây giờ thì chúng ta cùng đến với số điểm của giám khảo Đại Nghĩa. Mừng quá. Mừng quá. Mừng quá. Vậy thì em sẽ là người cuối cùng rồi nha. Ủa vậy cuối mới là áp lực anh. Đội đóng giả ác rồi em. Bảy điểm xin dành cho đội của Kim Thành và bé Gia Như. Hy vọng rằng tuần sau hai cô trò sẽ hay hơn nữa, giống hơn nữa. Điểm 8 dành cho đội của Quốc Bảo và Sĩ Luân. Điểm 9, giữa điểm 9 và điểm 10 là một cái sự cân nhắc. Sau đó thì dựa trên cái tiêu chí mà nó đề ra là phải giống về cái phần hát, về phần diễn. Thì sau đó điểm 9 xin được dành cho đội Thái Bình và Nam Phong. Và điểm 10 xin dành cho đội của Trịnh Tú Trung và Bảo Ngọc. 11 dành cho đội đây là một đối thủ nặng ký của các bạn còn lại, Phạm Linh, Khánh Chi. Và dĩ nhiên cuối cùng 12, Phượng Vũ và bé Khả Hân. Xin cảm ơn số điểm đến từ giám khảo Đại Nghĩa. Và chúng ta đã đến thời điểm để vào vai ác rồi Hòa. Xin mời Hòa. Không, với Hòa khi đóng vai ác thì anh cần phải đưa cái bảng này. Còn em phải bản này. Đừng sợ. Chúc Hòa Minh Di tỏa sáng trong cái vai ác của mình nha. Thật ra thì ngày hôm nay á, để mà nói chính xác á, là những cái khó khăn nó nằm ở những cái điểm số từ 7, 8, 9, 10 là những con số hơi khó khăn. Bởi vì là Hòa thấy là nhiều đội đang có những cái sự ngang bằng nhau. Thế cho nên là điểm số của Hòa Minzy ngày hôm nay như sau. Điểm số 7 dành cho team của Kim Thành và Gia Như. Tiếp theo số 8 đó chính là Quốc Bảo và Sĩ Luân. Số 9 là anh Trịnh Tú Trung và bé Bảo Ngọc. Số 10 đó chính là Thái Bình và Nam Phong. Và số 11 Phạm Lịch và Khánh Chi. Và số 12 là Phượng Vũ và Khả Hân. Xin được chúc mừng.
Như vậy là cả ba vị ban giám khảo đều đã đưa ra điểm số. Kim Thành, TDA và bé Gia Như 21 điểm. Quốc Bảo, Sĩ Luân 24 điểm. Trịnh Tú Trung, Bảo Ngọc 28 điểm. Thái Bình, Nam Phong 30 điểm. Phạm Lịch, Khánh Chi 32 điểm và Phượng Vũ, Khả Hân, Nhất Tuần với 36 điểm. Xin chúc mừng team Phượng Vũ và bé Khả Hân. Và quý vị thân mến, bây giờ chúng ta hãy cùng xem điểm tổng sau cả hai đêm thi. Sau khi tổng điểm cả hai đêm thi, điểm của đội Quốc Bảo Sĩ Luân là 45 điểm. Điểm của Kim Thành, TDA và Gia Như là 49 điểm. Trịnh Tú Trung, Bảo Ngọc 52 điểm, Thái Bình, Nam Phong 63 điểm, Phượng Vũ, Khả Hân 65 điểm và đứng đầu bảng hiện tại là Phạm Lịch, Khánh Chi với số điểm 68 điểm. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ mời đội giải nhất tuần đó là team Phượng Vũ và bé Khả Hân lên trên sân khấu để cùng thể hiện lại ca khúc đó và nhận giải thưởng của chương trình ngày hôm nay. Xin chúc mừng team Phượng Vũ. Con ơi, chị Tranh Nhí ơi, hôm nay con có cái cảm xúc nào mà con muốn chia sẻ đến các quý vị khán giả không? Con cảm thấy rất là vui luôn, tại vì ở trong này toàn là mấy anh chị với lại bạn hát hay không à. Con cũng không có nghĩ là con được nhất tuần đâu. Tại con thấy là con đa số là con chỉ nghĩ là con tấu hài để cho mọi người vui á. Chú hứa là mỗi lần mà lên sân khấu Gương Mặt Thân Quen gặp con là chú sẽ hỏi liên tục nha. Hỏi nhiều cho con tấu hài, nhiều cho khán giả vui, đúng không ạ? Và quý vị thân mến, ngay bây giờ sẽ là phần mà khán giả nào cũng sẽ rất trông chờ. Đó chính là phần nút ấn thân quen. Xin mời. Kính thưa quý vị, đến với chương trình Gương Mặt Thân Quen mỗi tuần đều là những điều vô cùng bất ngờ. Và điều bất ngờ nhất trong ngày hôm nay đó chính là chiếc nút bấm thân quen của chúng ta hôm nay chỉ hiển thị 3 nhân vật, đồng nghĩa với việc là ở tuần sau chúng ta sẽ đến với vòng đối đầu của Gương Mặt Thân Quen. Ngay bây giờ xin mời tất cả các đội chúng ta sẽ ra đây để bấm nút bấm thân quen. Vâng, và ngay bây giờ thì các đội đã sẵn sàng cho phần bấm nút của mình. Tuần vừa rồi thì mình hóa thân thành Sơn Tùng MTP có thể là nó hơi quá sức của mình một chút, đúng không? Thì hy vọng là sang tuần sau con sẽ chọn được một cái nhân vật phù hợp để cùng đối đầu với các team khác nhá. Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Chuẩn bị. Ba, hai, một, xin mời nữ ca sĩ Diva Mỹ Linh. Wow, chưa gì đã thấy rất là hấp dẫn cho tuần sau rồi. Cô Hòa Minzy đang cười rất là vui vẻ. Cố lên. Xin mời, đội tiếp theo. Con có muốn làm cô Mỹ Linh không? Để đối đầu với team kia không? Bởi vì chúng nghĩ là cô Mỹ Linh cũng là một cái nhân vật mà có rất nhiều những cái động tác signature đó con. Dạ không ạ. À, dạ không ạ. Tả cái ba tuần mệt ạ. Dạ. 3, 2, 1, bắt đầu. Bruno Mars. Đúng nhân vật nam như con mong muốn nha. Chuẩn bị mình bấm luôn cho đỡ hồi hộp con nhá. Dạ. Rồi, 3, 2, 1, bắt đầu. Nữ ca sĩ Thanh Thảo. Wow, cô Thanh Thảo cũng có những bài cover rất là hay và có những cái bài hát cũng hay luôn. Chú tin là tuần sau con sẽ làm tốt. Chúc mừng con. Dạ. Như vậy là ba nhân vật của mình đã chính thức xuất hiện. Để chúng ta cùng xem là ba team này chúng ta sẽ đối đầu với team nào nha. Con muốn hóa thân thành nhân vật nào trong ba nhân vật đó? Con muốn hóa thân thành cô Mỹ Linh. Cô Mỹ Linh đúng không? Chúc con là sẽ bấm đặt được cô Mỹ Linh nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Wow. Mặc dù là không lựa chọn được cái nhân vật mình mong muốn, nhưng mà chú tin là với cái cá tính của con á, con có thể hóa thân vào chú Bruno Mars cực kỳ tuyệt vời. Chúc mừng con. Chúng ta chỉ còn hai nhân vật thôi, đó là cô Mỹ Linh và cô Thanh Thảo. Con nghĩ là con sẽ làm nhân vật nào tốt hơn? Con thấy cả hai cô đều có một giọng hát rất là hay, và hai cô đều rất là, ngoại hình của hai cô rất là sáng, rất là tỏa sáng, rất là diva. Là sao cũng được đúng không? Sao là cũng cân tất đúng không? Vâng. Ok, kể luôn. Sẵn sàng nào. 3, 2, 1, mời con.
nữ ca sĩ Thanh Thảo. Hay rồi, Mỹ Linh này, hay rồi. Chúng ta đang bấm làm gì đấy nhỉ? Khỏi bấm. Chúng ta đã biết được là nhân vật tuần sau để chúng ta hóa thân vào đó chính là cô Mỹ Linh. Và cũng chúc mừng con và cô Phượng Vũ ngày hôm nay đã giành giải nhất tuần. Và ngay bây giờ sẽ là team Phượng Vũ và bé Khả Hân. Xin mời con. Thân quen phiên bản song ca năm 2022. Thời lượng của chúng tôi đến đây là kết thúc. Chương trình được sản xuất bởi Đài Truyền hình Việt Nam. Hẹn gặp lại quý vị vào mỗi thứ bảy hàng tuần 21 giờ trên kênh VTV3. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và chúc quý vị một đêm ngon giấc. Tạm biệt. Không khí đang nóng hơn bao giờ hết bởi vì chủ đề của chúng tôi chính là chủ đề đối đầu.